Trời ơi, giờ không biết thấy chú Năm đi đâu mà thấy gấp gáp quá cả nhà. Chú Năm đi đâu mà chạy quá trời chạy rồi cả nhà. Nay mình đi đâu vậy chú Năm? Bữa nay là cũng như gái nó kêu là để anh em chị em là muốn là mua là vườn nè, lập vườn rồi để an nghỉ cho nó cũng như là không ồn ào đó. Bán ha, bán ha. Là gái tôi là bán cho để mấy chị em anh em nào muốn có để mua. Rồi bán đất kiếm tiền hay gì, làm gì chú Năm? Tiền là cho nhóm gái nó cũng cho mới được cưới vợ. Trời ơi, dạ vậy. Rồi. Vậy là hôm nay là chú Năm đi đến đây bán đất giúp con gái để rồi kiếm tiền cưới vợ nha. Ừ, rồi quê hồng cưới vợ. Rồi, rồi chào chị em anh em nước trong nước ngoài. À, để em vẽ chồng để mà em quay cho quý khán giả xem nha. Ngày hôm nay anh Năm mời tụi em đến đây để mà tham quan cái vườn sầu riêng của con gái nhà anh Năm nha quý vị. Làm gì chú Năm ơi? Không biết. Chào mấy em phi tiếp nha. Trời ơi, ông ăn mà ông ngồi ngay góc sầu riêng không ăn vậy. Sao mà ơi, ông nhà ăn mà ngồi với anh Năm. Trời ơi, bữa nay vô vườn gái coi như thế nào. Năm quan hả? Năm quan. Tốt không? Mấy em thấy ghê không? Quá cái, trời cái này là mãng thon nha. Có gì? Mãng thon. Sầu riêng Thái mãng thon hả? Thì sầu riêng Thái mãng thon. Ồ, đã vậy. Ừ, đã chưa. Ghê. Ồ, vườn nhiêu công anh Năm? Mười mấy công á. Dữ vậy? Ừ. Ồ, mới đây ra cái vườn này quá trời rộng luôn cả nhà ơi. Nãy vô nhà Năm kiếm không thấy. Ừ. Bây giờ chào khán giả không? Có chào ông đi, ăn cơm chào cái đi. Ăn cái đi rồi. Thôi để cho Năm ăn cái đi. Bây giờ chào mấy anh. Ăn đi. Ăn cơm mà. Trời ơi, thấy nguyên cái nhà. Quá trời khu vườn. Cái này là cái chòi đang mình giữ nghỉ giấc trưa đâu đó. Ồ, cái chòi không mà bự cỡ này đó hả? Trời bự dữ vậy. Là Năm ẩn giật ở trong đây luôn rồi chứ. Có cái này là để giấc trưa được vô nấu cơm rồi nước nôi đó. Quá trời cái vườn. Có điện luôn nha mấy kìa. Có gì điện đồ vô luôn ha. Có điện vô. À, có đường điện vô tới. Có đường điện luôn nha. Ừ. Cái đường này cái đường đan xe 4 chỗ vô được không ta? Ừ, có đường rau nhút nữa nè. Ai muốn ăn rau nhút là đây vẽ nha. Ồ, Năm trồng vườn rau nhút rồi tùm lum hết trơn nè. Có xuồng nữa hả? Ừ. Có xuồng luôn. Có lần chứ ăn thịt thuốc á. Đâu hồi bơi xuồng được không? Bơi không được đâu. Ngồi. Ừ. Khó. Xuồng im hết trời nè. À, đi suốt tới cái mé dưới luôn. Để tới lúc vườn đó đó. Luôn kìa, xa mị luôn kìa. Hết là mười mấy công mà. Mấy công. Nay dần tụi em đi trong đây ẩn dật luôn rồi chứ. Ăn cơm rồi nè. Trời ơi, ăn cơm để thăm vườn, ra thăm vườn. Cái này vườn con gái của Năm nha cả nhà. Vườn gái á. Sầu riêng 4 năm rồi. Vậy anh Năm đâu có chăm cái vườn này, có người khác chăm ha. Ừ, có người mấy tự em mình làm. Ăn xong chưa? Ăn nhanh vậy? Đó, ăn được nhiêu rồi. Coffee shop đi, Mình nãy uống cà phê no. Ừ. Vậy để đi, hồi chiều ăn, cất đi. Có, giờ mời chị em với anh em ăn cơm với tôi nha. Rồi, bây giờ like thêm vô nhiều đi, coi cái vườn sầu riêng nè, mấy chị em ơi, mấy anh em ơi, nước trong nước ngoài. Rồi, giờ đi thăm con vườn nha. Ừ. Từ anh Năm vô cái am này sống luôn rồi chứ. Được quá, chưa. Đi, giờ để vô góc nào đây gọi hồi lại lấy. Rồi, đi. Đây, vậy thấy chưa. Trời ơi, cái này để trái được hết rồi. Đi là chứ nè, có nhiều cái. Năm nay để trái được. Từ từ, rồi. Ủa, từ cái rồi. Tôi đi trước em, tôi đi trước ạ. Mấy năm vậy Năm ơi? Cái này 4 năm rồi. Ừ. Mà nó cưng cây, nó cưng cây, nó chưa để trái đó. Cưng cây để cho nó mạnh mạnh. Mấy người trồng sầu riêng ta biết năm nay người ta để trái bên đó rồi đó. Trái bên đó. Chị từ từ thôi, giới thiệu vườn mà đi nhanh quá. Cái này hả em, cái này đúng ra là nó trồng thưa này là 100 mấy chục cây á. Ừ, trồng thưa. Đậu này đủ. Là mùi công sầu riêng của con gái chú Năm nha. Tốt hơn vườn cái Năm luôn á. Tốt hơn, bị nó có người ta, nó có tiền mình không. Thì thằng sóc phun thất thuốc cái này thằng sóc Năm đứng lại cho này coi cái cây xanh. Ô cây này cây mãng thon nha, mà mãng thon nha. Ồ, vậy là cây này là nó giá trị hơn cây của anh Năm bên bản luôn hả? Không, nó nếu mà bán trái thì nó cao hơn là khoảng mười mấy ngàn. Ồ, là mãng thon bên kia là cái sao này ha? mãng thon không à, mãng thon không ha. Ừ, đó cây cũ gốc bự không. Ừ, nè cái gốc hết biết không nè, nhánh này để được nè. Nè được hết nè, trời nhánh bự. Ồ, không mà cái quan trọng cái gốc to ha. Ừ. Đó cái nhánh có tiền là
con anh Năm mà phân thuốc ok hơn nha. Ok hơn. Để trái được. Năm nay để trái được chưa? Được rồi. Rồi trời. Đứng đây được đó. Rồi, đây, ngồi đi. Đây, đây. Ngồi đi. Quá rộng rồi. Nè, thấy chưa? Ngồi cái góc sao đó. Nè, thấy chưa? Góc này. Ồ, sức rồi ha. Nè, nè cái nhánh người ta gì nè. Này, đừng không gãy luôn nữa, cái này để khoảng 5-6 trái. Nhánh này để 5-6 trái. Đáng cây này để bao nhiêu trái? Những cây này để là khoảng chừng cỡ 30-40 trái phải ghê à. À, gần gái anh Năm là nói là cái vườn này anh gái là bán gì đó hả? Ừ, nó bán. Gần nhiêu? Nó bán là hết là mười mấy công này. Mười mấy là mười mấy chính xác đây, mười mấy công. Cỡ 12 công á. 12 công mà trong khi đó là vườn sầu riêng mỏng thon là cây 4 năm hết ha. Ừ, cây 4 năm hết rồi. Bán vườn có bán, tức là bán luôn cây luôn hả? Bán luôn hết trơn. Ừ, bán cây luôn nha. Ừ. Cái này là nhiêu năm? Cái nào cái nó đòi là cái này là 8 tỷ mà còn thương lượng. Thương lượng ha. Ừ, thương lượng đó. Rồi. Có gì mà ai là dắt lại cho anh Năm là nói chuyện ha. Mấy người thành phố rồi là gì ở đây sống khỏe nè. Rồi. 12 công mà 8 tỷ. Rồi mà đặc biệt là rồi, tháo thận. Rồi giờ chú Năm kêu mấy người thành phố mua đất đi. Trời ơi, tôi có gành ba cái vụ mà về đây sống sao đó chú Năm nói coi. Bây giờ về đây nè. Về đây là sống nó an nhàn. Ở dưới thì nuôi cá, ở trên thì nuôi gà. Đó. Đó. Đất thì trồng rau nuôi cá ha. Ở trồng rau đồ cái chạy ở đây là nó nấu đường, cái gì? Đường đánh xe dịch vô được không? Được. Đường anh lớn nha. Có điện đồ luôn đó. Có điện luôn nha. Tới nơi. Có đường đánh xe du lịch có điện. Rồi bây giờ mình đi dài ra ngoài sẵn mình thấy đường cho người ta thấy đường luôn. Rồi. Ủa, có năm cho em hỏi nè. Ừ. Ví dụ mà bán vậy cũng có mấy người mà muốn làm nhà vườn người ta mua thôi đúng không? Ừ. Ở cũng được mà. Ở luôn mà. Được ăn sầu riêng luôn nha. Có sầu riêng. Sầu riêng có sáng được rồi. Đâu có mình đi vô. Biết rồi, dài đâu có dài mình muốn cái gì mình phải đi gõ gàng hết. Đó, gõ gàng. Chứ đâu phải mà đi gì làm sao người ta biết. Hay là 12 công sầu riêng mỏng thon nha. 12 công là 1 mẫu 2 phải không? Ừ, 1 mẫu 2 đó. Đi là muốn kêu chị em anh em mua là phải đi cho chính xác rồi. Đất là cò bay mỗi cánh luôn á. Đi mỗi giò. Để biết em nay em mua 5 tờ giấy số gì chúng em mua cái nguyên cái vườn sầu riêng của anh Năm. Hết biết ha. Dạ. Tốt thì ghê trời. Ô luôn. Đó cả nhà biết rồi đó, miếng đất này thì cũng chú Năm kêu là 8-9 tỷ đó. 8 tỷ còn thương lượng. Thương rồi. Ví dụ như bán được thì ít ra thì chú Năm cũng được vài tỷ. Quá gái cho chứ. Gái cho rồi. Đó, đừng nói chú Năm không có đất nghe. Ồ, đi nãy giờ mệt luôn rồi đó. Dương dứt luôn á. Mệt rồi đó. Chưa. Còn đi qua bọc bên trái bên kia. Còn bọc bên kia nữa hả? Không có cầu, không có đi cầu. Liền không à. Cái liền lạc không à. Đi xa chứ chú Năm. Bị dưới đất mười mấy công đâu mà. Này chú Năm đi view đất nha. Thì giờ hết biết ha. Nè. Quá trời cái trò ở dòm đẹp ghê. Nè. Nè, chiếc xuồng nãy nè cả nhà. Chiếc xuồng kìa. Nó zoom cho cả nhà xem nè. Cái này làm khu du lịch đã lắm nè. Khu du lịch luôn hả? Sao anh Năm không làm khu du lịch sinh thái rồi cho khách ở đây ăn sầu riêng. Trời ơi, tôi không có vốn, không có tiền. Tôi cái này phải làm du lịch rồi, phải có tiền, có vốn làm mới được. Con nhút nè. Con nhút xanh tươi luôn nè. Nè, con nhút nè. Này về nấu canh chua ăn chắc ngon lắm ha. Con nhút kìa, con nhút gai. Con nhút nè. Ai đi dò đường tôi nè. Bị gì nó đào nó ướp vô bầu sầu riêng. Thấy chưa? Này mít này bên đây luôn. Ồ quá. Không quen vườn sầu riêng 8 này. Có ai mua sầu riêng thì ghé nhà chú Năm nghe. Nó làm ở đây đó hả? Đây không phải của người ta. Ừ. Không có, tôi nói là người ta làm công trình. Miếng này là vừa sầu riêng mà đặc biệt mặt đi tiền. Mặt tiền là bị ngang bao nhiêu anh Năm? Thấy không? 100 mấy chục mét á. Trời ơi, mặt tiền 100 mét vuông, 100 mét chứ lộn. Ừ, du lịch luôn, có điện luôn. Xe du lịch vô được bình thường nha. Hôm nay là chú Năm qua tới đây nè. Qua tới đây luôn nè. Giờ mình bán miếng này mình cứ vợ hay gì chú Năm? Hả? Giờ bán đất cứ vợ hay gì? Cứ vợ rồi. À, đẹp thật ghê. Có cái ông này ở Sài Gòn xuống không đi không được, la quá trời cả nhà ơi. Đẹp ghê ha. 20 nền thấy ghé. Quá rộng cả nhà. Hôm nay là chú Năm đi đến đây để bán đất để kiếm tiền cứ vợ nha. Để mấy chị em nói chú Năm không có đất. Đẹp không? Đất này là có gịch vô cái là mau lấy vốn rồi đó.
Hướng dẫn luôn, hướng dẫn kỹ thuật cho anh em luôn. Dạ, mua đất là được hướng dẫn nha. Thả cá cái đã ha. Cá nè. Mương này có mương nuôi cá. Luôn trời. Ở trên nuôi gà. Trên nuôi gà dưới nuôi cá. Ừ. Ủa đi mỗi giò rồi trời. Mỗi giò ha. Này phải có xe đồ để làm đường xe chạy á. Xe làm cũng được, có đường vô là xe cũng được có gì đó. Tốt thì ghê hết ta. Đây con ra cái năm có tiền không nhiều ha. Cái sầu riêng này bơi vốn nặng lắm chứ đâu phải vậy. Phần công phần lắm. Chăn sóc rồi xịt nữa. Đi bên đây nè, dễ đây. Rộng. Rộng. Bên này dễ. Có lần. Không người ta, người ta ganh ha, này là ganh ha. Ganh nè. Ganh ha. Đây nè, ganh ngay đây nè. Rồi gọi vô đây nè cho người ta biết này, cái ganh từ đây nè. Ừ. Đi vòng đất thứ năm là gần 15 phút luôn á. Mỗi giò. Hết biết ha. Cái này mà được là biết làm gì không? Cái này mà nữa nuôi gà rồi nuôi cá dưới ở trên cây là sống an nhàn lắm. Có điện, có đồ nữa, khỏe. Ừ. Thấy ghê. Đi bên đây có bị la không chú Nam ơi? Không. Thoải mái ha. Ai la. Ủa công trình nó làm ghê. Anh Sài Gòn anh đi không được rồi. Yeah. Ừ, dạ. Anh Sài Gòn anh đi. Sài Gòn này anh đi từ Sài Gòn xuống anh đi không được, không nhanh luôn. Còn cái tôi đứng ở đó tôi chỉ ở đây mấy ông. Ừ, tôi đứng một. À, anh chị nào ở Sài Gòn có muốn sống ở quê thì cứ ghé xuống nhà chú Năm Sùng Kiên nghe. Năm nữa chỉ cái thật luôn. Giá cả thì thương lượng nghe. Ừ, để trái luôn. Sao có ai à, kiếm anh Năm hả? Ai à, kiếm anh Năm kìa, 50 người ta. Ôi chào, ai kiếm anh Năm kìa hả? Ai kiếm anh Năm kìa, ở đâu? Ở ngoài đây nè, đi ra đi. Dạ không em nghe ấy nha. Đây nè. Sao sao này rồi, là gì đây? Bên này từ chỉ bên này này rồi, đây nè 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 đất gái tôi đó đó rồi, thấy chưa? Ừ đó, tới đó luôn ha. Ừ đó. Thấy chưa, đang gái được rồi. Rồi, rồi đi, rồi chụp vô nè. Mặt lộ đây, rồi điện lên đây. Có điện, có dây điện, có đường đan. Đường đan luôn. Xe du lịch vô được nha. Du lịch vô được luôn. Ừ, đẹp ghê. Quá ha. Mua cá, mua dây số đi. Ai muốn nuôi cá thì nuôi cá, ai muốn nuôi gà thì nuôi gà. Nè, đi gà. Còn muốn nuôi bò cũng có cỏ nuôi hay. Bò luôn nha. Ủa em không, sao em không thấy cái người chăm sóc đâu anh Năm này. Đâu có, người ta chăm sóc rồi người ta về rồi người ta tới cái người ta mới chăm. Là có mướn người làm luôn hả chú Năm? Không, gái tôi mướn. Đó, ngon luôn. Tôi đâu có làm vườn tôi làm không không, không nổi nữa đây được. Anh chị em nào muốn mua thì liên hệ nha. Gọi lại nào với lại 50. Hả? Rồi với lại nói đi. Rồi giờ chị em nào có mua liên hệ với mấy anh em mấy YouTube này nè. Rồi để liên hệ rồi dẫn anh tới nhà Năm ha. Rồi okay. Dẫn tới nhà Năm. Giá cả thương lượng. Giá cả thương lượng luôn. Bây giờ bán giùm con gái để mà kiếm chút hoa hồng cưới vợ đúng không? Rồi đúng rồi. Kiếm tiền cưới vợ luôn. Rồi. Chào, bây giờ chào anh em và nữa chào anh em YouTube với cộng đồng mạng với chị em và với nước trong nước ngoài là một lời chào thân thương nhất. Rồi cảm ơn luôn. Rồi xin chào. 8 tỷ hen. Rồi 8 tỷ rồi thương lượng. Rồi ok.